Dạ, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại tất cả kênh của những anh em ở đây. Đó thì như cô chú chị đã xem qua cái video clip đầu tiên anh em chia sẻ lên về cái tai nạn mà tàu cá ở Biển Đông. Đó thì gia đình chia sẻ lên cái câu chuyện thì cũng rất đau lòng của chú chị. Hiện tại thì trong cái tàu cá đó vừa tính chủ với người phụ luôn là 8 người. Nhưng mà bây giờ là đã một người đã sống sót, thì con của cô mà anh em đã chia sẻ cái video clip trước đó. Thì hiện tại anh em đang có mặt tại nhà, đây là nhà của người chủ của chiếc ghe đó. Thì trước mặt cô chú chị đây là chị, đây là chủ của chiếc ghe nè. Thì bây giờ thì anh chủ cũng chưa có tìm gặp anh chủ nữa đó. Thì cái câu chuyện như thế nào thì hãy mời tất cả cô chú chị cùng nghe chị chủ ghe chia sẻ. Dạ em chào chị. Chào. Dạ thì cái sự vụ này là xảy ra là ngày mấy chị? Ngày 23 tây. Dạ. Dạ. Là ngày 22 em điện cho mấy thằng lính mà điện đó chuông reo mà nó không có bắt máy. Rồi qua dạ. Ngày 23 là em điện không được, là tới ngày nay luôn. Dạ. Dạ. Như vậy là chị có nắm được cái thông tin gì về cái chiếc ghe của mình, cái chiếc tàu của mình không? Thông tin thì đắm thuyền, rồi bạn chủ trôi, giờ vớt được một người, còn dạ. Ông xã thì giờ không biết sao, dạ. Không biết trôi đâu hay là như thế nào không biết. Dạ, dạ chị cho em hỏi là cái tàu cá của mình nó cái trọng tải nó lớn không chị? Dạ lớn. Dạ, đó là mình đi ra là mình đánh bắt cá hay là mình làm cái ngày trước thì em đi lưới gạn ở ngoài Côn Đảo. Dạ. Rồi giờ sang qua dàn lưới ghẹ thì đi ngoài Côn Đảo luôn. Dạ. Dạ. Vậy là cái sự vụ này xảy ra là ngoài tại Côn Đảo. Dạ. Dạ. Như vậy là cái công việc này là gia đình mình làm cái nghề này là lâu chưa chị? Cái nghề này em cũng làm nhiều nghề lắm, rồi mới qua cái nghề này là cũng là 9-10 năm. Dạ. Tức là như vậy là khi mà hay được cái tin như vậy là gia đình mình có liên lạc với ai được không ngoài đó không chị? Dạ em có mấy anh em ở đây. Dạ. Bên em có liên lạc với người mà đi chung một phái đoàn với ông xã đó. Dạ. Mà ghe đã vô hết rồi, còn một mình ghe này là còn ở lại. Dạ. Ở lại rồi điện liên lạc không có điện, gá khơi này nọ cũng không có liên lạc được, mà không thấy ghe thấy gì hết. Dạ. Tại thổi quá người ta vô hết trơn rồi. Dạ. Còn có một chiếc ghe này thôi mà cũng tới chừng biết rồi, mấy anh với mấy em mướn ghe đi kiếm. Dạ. Thì kiếm giờ không thấy gì hết. Dạ. Dạ chị, khi mà chị gọi điện những chủ ghe mà đi chung phái đoàn với ghe của mình đó, thì bên những cái chủ ghe đó người ta chia sẻ như thế nào, như là ta gặp chiếc ghe của chị là trong thời điểm nào là mới không liên lạc được chị? Thời điểm là bữa 23 tây. Dạ. Dạ, tại vì đi chung một phái đoàn mà vô rồi mấy người vô mà kêu anh sang còn như là đánh một giấc lưới hay sao rồi mới đắm thuyền luôn hay sao mình cũng không gành, là mất tích tới bây giờ. Dạ. Là điện liên lạc tùm lum hết, đồn ở dưới mà cho hay là bị mất tín hiệu là bữa ngày 23 chiều 23. Dạ. Vậy là trước cái ngày 22 tây là chồng chị có điện về với chị không? Dạ, anh Sang không điện, tại cái điện thoại để trong mui á, là không có, mà em có điện với mấy thằng lính á. Dạ. Dàn lính thằng nào thì em cũng liên lạc hết. Dạ. Vậy là điện mà muốn chuông reo là em yên bụng rồi, em sợ chuông không reo thôi. Dạ. Nhưng mà cái ngày 22 tây là chị có nói chuyện với mấy người lính? Em có nói chuyện với thằng Sang, thằng lính á. Dạ. Còn riêng á, anh Sang thì em không có điện. Dạ. Tại vì anh Sang để cái điện thoại trong mui, trong tài công, điện liên lạc không có được. Dạ. Có ra ngoài, tại đi ra khơi á, ở trên này nè, rồi mới điện được thôi. Còn ở trong mui là điện không được. Chị ơi, cho em hỏi là cũng như tài công ở trên ghe, nguyên một cái ghe của mình là 8 thành viên, nhưng mà ai là tài công hay là chồng chị? Ông xã em tài công. Ông xã làm tài công luôn. Dạ. Vì lúc đó là ông xã mình lội giỏi không chị? Ông xã em lội không có gành.
không biết lội luôn á. Ở đây thì trong sông thì bơi chứ anh Sang không biết lội. Mà sông nước mà mình lội kém thì cũng hơi bị bất tiện. Cái nghề bà cậu này không ai nghĩ vô đó đâu anh. Dạ. Dạ, cái đó là nếu mà em mà có vậy thì cũng cái số mạng thôi. Chứ không có ai mà nghĩ qua cái vụ đó đâu. Mình nghĩ là mình trên thuyền chứ mình đâu nghĩ mình dưới sông. Thì mình hay được cái thông tin thuyền mình gặp nạn rồi, nhưng mà cái thông tin chồng mình thì mình cũng chưa có nắm rõ được cái sự việc như thế nào hả chị ha. Dạ. Nghe thằng lính thì nó nói đu trong một cái thùng thái. Mà đu làm sao đó rồi ảnh mới giục tay, ảnh mới trôi đi. Dạ. Là còn thằng lính hiện giờ là vớt rồi không biết mấy ngày chừng nào về thì em không có gành. Dạ. Thì em nằm thôi, có chị em đồ lo này nọ, thì vụ đó em chưa có gành, chừng nào vô thì em không có biết. Mà cũng vớt rồi được thằng lính đó. Dạ. Còn 7 người thì em chưa nghe gì hết. Dạ. Dạ. Tụi em đây xuống gia đình mình chia sẻ cũng hy vọng là 7 người kia cũng được một số tàu cá nào đó sẽ phát hiện và cứu sống được 7 người kia. Nói chung là cái sự này mình cũng nên tin tưởng, tại vì trên biển thì cũng rất nhiều tàu cá để đi, thì cũng cầu mong bà cậu này kia trời Phật cũng cầu ma cho những tàu đó phát hiện những người đó. Dạ. Yeah. Dạ, như bây giờ hiện tại là nhà mình có người thân đâu mà để cũng như là đi tìm kiếm không chị? Dạ có. Dạ. Tìm kiếm mà kiếm không gặp. Dạ. Đi kiếm nay 2-3 ngày rồi. Dạ. Mướn tàu lớn đi mà kiếm không gặp. Dạ. Rồi có về chưa chị? Dạ chưa về. Cũng vẫn còn đi tìm mà chưa gặp. Dạ chưa về. Dạ. Coi như là trong 7 người đó là cũng chưa có gặp người nào luôn. 8 người mà em gặp hết một người, còn 7 người là chưa gặp người nào hết. Dạ. Cũng vẫn đang đi tìm kiếm. Dạ, dạ. Đi tìm kiếm. Dạ, bữa nay là không biết mấy ngày em cũng biết. Dạ thì cái người mà còn sống sót lại là anh Hậu gì đó, là cái em có lại gia đình nó chia sẻ rồi. Nhưng mà cái người em Út đi chung với anh Hậu thì cũng đã mất tích luôn. Đó thì nói tóm gọn lại là cái tàu này 8 người nhưng mà chỉ còn một người là sống sót trở lại, còn lại 7 người kia bây giờ là không có biết được cái thông tin giống như là còn hay là mất nữa. Nói chung á, các anh em xuống đây để chị gặp gia đình để chia sẻ, thì nói chung là những người kia là có được những tàu cá kia vớt hay không mình cũng chưa có biết, thì tụi em sẽ đăng tải những video này lên. Dạ. Cầu mong những chiếc tàu kia hay là những người kia là vớt được những cái 7 người còn lại á, sẽ thấy cái thông tin này sẽ liên lạc lại với các anh em hoặc là liên hệ với gia đình đã biết được 7 người kia có thể là vớt được người nào thì mình sẽ biết được cái thông tin đó. Dạ. Chứ tụi em là xuống đây mục đích để giúp gia đình chia sẻ cái thông tin để như vậy thôi, chứ không có mục đích gì khác. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Dạ. Chị ơi, lúc mà cái thông tin mà bị xảy ra sự cố ở trên biển như vậy là chiếc tàu mình nó bị ngắm luôn hả chị? Em nghe thì nói bị ngắm, tại vì sóng nó dập, sóng lớn nó dập một cái là ngã ngang. Giấc đó là mạnh ai nó bươi lên đây. Dạ. Mạnh ai nó tìm, kiếm đằng chợ có đặng mình phao thì mình tìm kiếm, là mình kiếm cái sự sống của mình. Dạ. Hiện tại bây giờ là chiếc tàu nó ngắm mất luôn. Dạ, mất luôn. Dạ. Của cải tài sản của em hay là bao nhiêu đó là vô chiếc tàu đó hết. Vậy là thường cái đó là cũng cái đó cũng hơi nợ không. Rồi. Dạ. Cái đó là nợ không. Nghề biển này mà đâu có ai mà không thiếu nợ đâu. Ít hay nhiều thôi. Coi như mình phải đi vay nợ trước rồi về mình làm hả chị? Em vay nợ trước. Yeah. Mỗi một chuyến đi vậy là bao nhiêu ngày mới vào bờ lần chị? Em đi một chuyến vậy là 1.5 tháng. Dạ. Yeah. Có cái chuyến nào mà khi nào chị đi cùng với ông xã không? Dạ không. Tại vì ở ngoài biển khơi, cung đảo là em đâu có đi được. Đàn bà mà sóng gió em thì bị xe sóng em đâu có đi được. Đau lòng quá. Cái sự việc này xảy ra thì gặp cái sự cố trong cái nghề nghiệp thôi. Thì cầu mong cũng như là cái nghề bà cậu, nghề sông nước để mà hộ độ cho gia đình tai qua nạn khỏi, cũng như là anh đã mau tìm gặp được anh. Dạ.
Dạ, thì như vậy là cái lúc mà mấy ngày nay đó, khi mà biết là cái tai nạn xảy ra với cái tàu của mình, thì chị có nói chuyện trực tiếp với cái anh Hậu ngoài đó không? Anh Hậu mà dạ, còn sống sót lại á? Dạ không, không có trực tiếp, mà mấy người kia người ta cho hay đó. Dạ. Dạ, ta cho hay là mình biết rồi, mấy anh em là cũng đi rước gì đó, mà không biết chừng nào vô thì em không có gành, chỗ đó em không biết. Theo như lời chị nói là tất cả của cải của mình để mà tập trung vào cái chiếc tàu đó để mà làm cái nghề mà mưu sinh. Tại vì em cũng thấy là cái nhà của chị thì cũng nhà tiền chế thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà ý em muốn hỏi chị là cái phần mà cái vốn đó chị, cái vốn mà chiếc tàu đó là khoảng bao nhiêu tiền chị? Cái vốn chiếc tàu với dàn lưới không là 1 tỷ trên 1 tỷ. Dạ. Yeah. Mà em cũng tiền đó em cũng hỏi thôi. Dạ. Vay này vay kia tại cái nghề mà anh. Dạ. Ít người cái mình muốn làm cho đủ cái số lượng mình đi đó. Dạ. Rồi mình lâm nợ. Thì nói chung cái công việc làm, thí dụ như mà chị khi mà mỗi một chuyến đi là chị nói là một tháng mấy mới vào bờ. Dạ. Thì một tháng mấy em nghĩ là có thể là có cái thu nhập để mà trang trải cuộc sống gia đình được. Đó thành ra mình phải đầu tư vô đó để là có, đó là cái nguồn. Dạ. Sống của gia đình. Cái nghề này là anh biết sao không? Nhiều khi lời khi lỗ. Dạ. Dạ, nhưng chị sang qua cái lưới này nó lỗ quá mình không ấy, cái nghe người ta cái lưới khác nó có ăn. Dạ. Mình sang qua lưới khác cái mình không có đủ cái đồ, mình không có tiền á mình đi hỏi. Dạ. Rồi nhiều khi quỳ vốn, nhiều khi lỗ là lời nó chồng lời lên. Dạ. Dạ. Nói chung làm ăn thì cũng có những lúc mà thuận lợi, có những lúc nó cũng không nghề được. Nghề bà cậu mà, anh ơi, nghề này là ai cũng thiếu nợ ít hay nhiều thôi. Dạ. Dạ. Gia đình mình là chị được, anh với chị là được mấy người con? Dạ ba đứa, nhỏ này thứ hai, còn hai đứa kia thì nó ơn sao. Cũng còn nhỏ hả chị? Vậy là bé này đứa, là thứ hai hả? Dạ, đứa này 20 mấy tuổi, nhỏ kia cũng 20 mấy, thằng kia dạ. Có 20. Là bé lớn này là bị bệnh bẩm sinh hay sao chị? Nó bị bệnh bẩm sinh. Dạ. Nói chung tụi em chia sẻ lên á thì mục đích anh em ở đây để mà chia sẻ cái câu chuyện này rộng ra. Dạ. Đó, nhiều khi trời Phật á là ông bà cậu gì đó hộ độ gia đình mình để mà cho những cái người ngư dân mà người ta đi xuống cái làm xung quanh cái vị trí mà mình đã xảy ra sự cố đó, có thể là ta nhìn thấy để người ta giúp đỡ với gia đình mình một phần đó. Đó còn những cái gia đình khác nữa, còn 6-7 cái gia đình khác nữa. Đó cũng mong là tất cả những bà con ngư dân khi mà đến khu vực đó, nếu mà có nhìn thấy video clip này thì có thông tin gì mới thì liên lạc lại với anh em ở đây, có trên màn hình anh em có để số điện thoại hết. Liên lạc lại đây, để ở đây liên lạc lại với gia đình để mà một ngày sớm nhất có thể là biết được cái thông tin cái vụ tai nạn mà tàu của chị xảy ra trong cái thời gian đây 3-4 ngày nay. Về thì hiện nay thì gia đình mình cũng đang trông chờ cái tin tức đúng không chị? Dạ. Ừ. Gia đình mình thì cũng có mấy người đi ra ngoài để mà tìm kiếm. Bốn anh em, ba người với người cũng chùm sớm. Dạ. Bốn người. Dạ. Vì mấy người đó đi tìm kiếm là có điện liên hệ thường xuyên về với gia đình mình không? Dạ có. Dạ. Thì cũng chưa có cái thông tin nào khả dạ. quan hả? Dạ chưa. Đau lòng quá. Đi kiếm chỗ này như tín hiệu chìm chỗ đó đó, rồi dạ. lợi không có, rồi chạy đi chỗ này hòn nhàn hòn phai bất cứ chỗ nào dạ. ngoài đảo đó mà không có tìm chỗ nào được. Coi như là đi tìm hết những cái vùng mà thường là đi anh Tám Sang này đi đến để mà đánh lưới phải không? Dạ. Dạ. Cái lúc mà anh Tám Sang gặp nạn đó là cái lúc đó không biết là giông gió rồi nhiều không hả chị ha? Bữa đó là thổi lắm anh. Gió thổi mấy bữa nay thổi dữ lắm, thổi bởi nói là chụp ở sau lái đó nghe. Dạ. Nói vậy đó, ngoài biển cung đảo, ngoài cung đảo anh sống cỡ nào. Cũng như là cái ngày mà anh đi á là ngày đó là cũng như là ở ngoài biển đang động là mình ra tới ngoài là mới 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 là nhận được thông tin đó hả chị?
Không có, tại vì đánh ở ngoài rồi đánh rồi bán ở ngoài, gia thu mua ra ngoài mua luôn. Yeah. Rồi tới động vô chắc cũng tính lấy giấc lưới này đặng vô hả sao đó. Nhưng mà không kịp. Rồi không kịp. Rồi bị sóng nó chụp đó. Thì đắm thuyền. Vậy là hiện tại bây giờ là những anh em người thân mà đang đi tìm cái thông tin là cũng đang trên đường về hả chị? Đang trên đường về hả, là còn đi kiếm một bữa nữa gì á. Em cũng không gần, tại vì điện là điện cho mấy em không à. Yeah. Em nằm không à, gia đình vậy rồi. Yeah. Lúc nào dằn bạn em chịu đâu có nổi đâu. Rồi ông xã kiếm không gặp nữa, em chịu đâu có nổi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì cũng mong là anh em có một cái thông tin gì mới để điện về gia đình. Thì tụi em chia sẻ cái video clip này lên, thì tụi em cũng xin ý kiến gia đình là cho tụi em đăng cái video clip này lên để cho lan rộng ra. Yeah. Để biết đâu được có một số bà con mà đang đi đi tàu đó, có thể nhìn thấy được những cái người mà đã mất tích như thế này. Chị cũng đồng ý cho tụi em chia sẻ lên hả chị? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì tụi em cũng không biết nói gì hơn, bây giờ là cũng chúc cho chị cố gắng giữ gìn sức khỏe, dưỡng tâm lên để mà thời gian chờ đợi cái thông tin gì mới với gia đình, cũng như là hy vọng là sẽ gặp được anh Tám cũng như là mấy anh em ngư dân đang mất tích trong cái thời gian này. Dạ, em chúc chị được nhiều sức khỏe, cố gắng hết chị. Dạ, em cảm ơn tất cả những tàu mà đi đánh cá ngoài biển á, thì cũng như mà nhìn thấy người ở trên sông thì cũng có thể là giúp gia đình liên hệ với mấy anh em đây, hoặc là liên hệ với bên cơ quan công an mà ở vùng biển đó, để mà cho gia đình kịp thời ra đó để mà đưa những người 7 cái người kia về nhà. Dạ, thì cái video clip anh em tới đây cũng xin kết thúc tại đây. Thì một lần nữa cũng mong mỏi là những thông tin mới đến với gia đình, cũng như là đến với gia đình có những cái điều mà tốt đẹp nhất. Rồi em chào chị nha. Dạ, chào. Chào. Giúp đỡ gia đình nó vậy vậy đó. Dạ. Ăn đó cũng không có tiền đâu. Tiền đâu. Tiền gia tiền hỏi không đó. Tiền này tiền gia tiền hỏi không đó. Dạ. Ở đây là không phải là tiền mà của nhà đâu. Tiền gia tiền hỏi không. Bởi vậy cho nên nó mới liều, người ta vô hết, nó mới liều, nó mới ở ngoài. Nó mặn trong nó cương trì dữ lắm. Ê ra cho mẹ. Nó mới liều, nó mặn dữ lắm. Vậy nó mới kỳ vậy cho nên cái nhà nó hôm nay như vậy. Phải nhìn nó phải coi, phải coi thì nó đi vô rồi ta vô lắm chứ em vô đó. Thì đây là hai cô cũng nói sớm của chúng chị, cũng bà con nói sớm, nói sớm thăm à, nói sớm rồi tôi la lại có khi ngày qua tôi lại là 4-5 lần vậy đó, tội nghiệp lắm. Bởi mỗi ngày có bữa nay sáng giờ tôi bệnh thăm thăm à, giờ chồng đã mất rồi, của cũng tiêu tan hết rồi, giờ phải lấy gì giờ nuôi con cái. Đau lòng lắm, tôi đau lòng lắm, chịu không nổi. Tôi mấy ngày nay tôi không ấy, tôi thấy cổ tội nghiệp quá. Dạ. Thấy là ai thấy gì mà làm sao chịu nổi, ai cũng thấy chịu nổi lên. Phải nhưng á, mất của đi còn chồng thì không được, từ từ. Còn bây giờ mất của rồi mà chồng cũng mất rồi, giờ phải ôm một cái của cải tài sản rồi thêm một cái này đó, đứa có thật nữa. Dạ. Rồi thêm hai đứa kia rồi đi học nữa. Con nó thở. Đứa nào cũng vậy á, giờ cũng nhờ cộng đồng mạng cũng gắng giúp đỡ dùm cho em nói với cháu. Thì hôm nay nhóm của em xuống để mà nhận cái thông tin sự cố của cái nghề chạy lưới của anh Thanh Sang. Cầu mong là bà con cô bác mà xem được cái video clip này để lan tỏa cái tin tức, cũng như là ai nhận được cái tin sớm nhất thì liên hệ với kênh tụi em sẽ truyền đạt lại với gia đình. Dạ, cô cầm lại đi con, cô cầm lại. Cái đó là tôi nói bằng sự thật luôn á, nếu mà tôi nói á, sao lại cái gì là mấy chú cái việc là kêu tôi đem ra cộng đồng mạng là kêu tôi lên vẫn là tài thể tôi giữ tôi như thế nào tôi giữ là sao cô nói sao cô? Nói mà thiếu nợ đấy. Dạ, thiếu nợ. Cái đó là tôi nói mà nói luôn. Thành ra nó mới thổi vậy, nó mới dám cương trì đi mà làm vậy thôi. Mà thằng này nó không phải người ta đâu, nó mặn dữ lắm. Yeah. Không có ăn chơi như người ta đâu, trời nó mặn. Tôi dám chắc là ông này không ai qua nó đâu, nó mặn. Nói chung là... thì gia đình cũng như là những bà con ở đây như người bà con không đây, tại chị em chồng sớm không. Yeah. Cũng mong là anh Tám có thể là vượt qua được cái tai nạn này. Yeah. Để về gia đình. Giờ tỷ tài sản mất đi rồi nó còn nó về nó cũng tạo lợi nó làm được, còn này tài sản mất rồi chồng mất luôn.
người nhà như giúp con cái vậy đó. Dạ. Bây giờ bên cộng đồng mạng đồ cũng như là kêu gọi lên bên ấy đồ lên là cho nó cũng cho nó đỡ phần nào cho nó cũng việc đó. Dạ. Bây giờ nó đâu còn nó gì đâu nữa, chả nào người ta đâu có thay sở được chỗ nào được nào nữa. Dạ. Bây giờ mấy chú giờ cũng mấy chú ấy dùm lần này ta cũng rất là cảm ơn. Dạ. Dạ thì nghe chị Tám chia sẻ là tất cả những vốn liếng cũng như là những cái nợ nần để mà mình đắp vô để mình làm cái phương tiện mưu sinh đó, thì nếu mà thật sự cái tai nạn này á như vậy thì gia đình mất trắng rồi ha chị, trắng tay luôn. Dạ. Nhà cửa thế là vậy chứ sao, phòng huống gì đó chứ, đập bậy bạ cho con, bị con gái lớn thì cũng phải làm cái ấy cho nó nghỉ ngơi, mà cũng đơn sơ vậy thôi chứ không có cái gì mà cho lịch sử lịch sàng gì hết. Dạ. Chứ giờ mấy chú ấy nhìn trở thì lần này ta cũng cảm ơn mấy chú đội bệnh cộng đồng mạng bên ấy rồi đó là đáng giúp đỡ cho gia đình nó, là cô bác ở đây ta cũng mang ơn nhiều. Dạ. Đây là nói bằng sự thật chứ không giả dối. Dạ, thì tụi em chỉ chia sẻ lên cái câu chuyện này lên để mà hy vọng là những cái ngư dân bà con mà đi biển đó, ví dụ mà có nhìn thấy được để mà cứu những cái anh em mà cũng như là chồng con mà mấy người ngư dân bị nạn biển là cũng như là trong gia đình chúng ta rồi. Dạ. Ta gầu cái này, ta gầu cái kia. Dạ. Bây giờ nếu mấy người ta có tiền thì cũng như người ta cũng bỏ qua cho nuôi dưỡng mấy người kia cũng năm hay là nửa năm rồi, con này nó chấm tay hết rồi. Dạ. Đâu có được rồi, mấy người kia cũng tội nghiệp, người ta chồng con ta cũng mất nữa. Dạ. Đó, giờ ai cũng đau khổ hết trơn á chú ơi. Dạ. Cũng tội nghiệp đó đi. Dạ, đó, cảm ơn chị nghe chị. Dạ, dạ. Đó, cảm ơn mấy chú luôn á. Dạ. Ừ.